Rồi đi trước đây, tạm biệt. Nói đi, tìm thấy rồi. Đăng ký năm 2009, 1205 Sơn Thôn Tự Vân, 25 tuổi, điện thoại 9503-0990. Cô gái này mang thai 4 tháng rồi. Có cần đổi người khác không? Không có ảnh hưởng gì đến nội tạng. Còn vấn đề gì không? Làm đi. Hồng Kông mỗi năm có 620 người mất tích không tìm được. Trước ngày mất tích không có điểm gì đặc biệt. Ngày mất tích vẫn đi học, đi làm, hẹn bạn đi ăn bình thường. Đột nhiên mất tích. Không sao chứ? Đau đầu quá. Hai thi thể này được tìm thấy tại Nam Hải năm 2006. Phần ngực và lưng đều có vết mổ. Tim và gan của nạn nhân đều không còn. Điều đó chứng tỏ những người mất tích ở Hồng Kông. Ông chủ có biết cô ta có thai không? Vì vậy tôi tin rằng tập đoàn buôn bán nội tạng người đã không ngừng gây án trong 7 năm nay. Làm như cũ. Bên trái nước muối, bên phải Irazu. Nhìn cho kỹ vào. Chú Quang yên tâm, chuyến hàng này ngày kia nhất định sẽ đến Thái Lan. Trong vài năm nay, tôi đã sắp xếp người trong một tổ chức có thể là buôn lậu. Tin rằng trong thời gian ngắn sẽ tìm ra mục tiêu. Ngục trưởng. Kiểm tra thật kỹ cô gái đó. Hai ngày nữa khách hàng sẽ làm phẫu thuật. Nội tạng người. Bà ra trước đi, không sao đâu. Nhanh lên, không sao đâu. Con không chơi đâu. Đừng sợ. Vui lắm. Lại chơi đi. Con không muốn chơi. Lại đây.
Nghe bà, từng bước một thôi. Từng bước một. Mắt nhìn vào sân băng, đừng sợ, dễ lắm. Con làm tốt lắm. Nhìn vào sân băng, giống như một chú chim nhỏ sải cánh trên không trung. Sải cánh. Đừng, nhanh quá. Ba nhanh lại đây đi. Chậm thôi. Cảm ơn. Chậm thôi. Chậm thôi. Con yêu, cẩn thận. Ai đồng ý anh cho cháu bé xuất viện thế? Bác sĩ, tôi đã thông báo cho bác sĩ. Mau đưa cháu bé lên lầu đi. Anh nhanh lên một chút. Bác sĩ, bác sĩ, nhanh lên, đưa vào đi. Nhanh lên. Bác sĩ còn phải lấy một ít máu nữa. Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Sa, cậu không sao chứ? Tình hình cháu bé đã ổn định, nhưng lượng máu vẫn chỉ có 1/3. Tôi đã đổi thuốc cho cháu bé. Xem có chuyển biến gì không? Có tin tức gì về loại tủy tương thích không? Chúng tôi đã tìm thấy tủy giống của cháu bé, nhưng không liên lạc được với người hiến tủy. Nếu như có tin tức gì, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Có thể cho tôi thông tin người hiến tủy được không? Tôi sẽ tự tìm cách liên hệ. Xin lỗi, không thể được. Chúng tôi phải bảo mật thông tin của người hiến tặng. Bác sĩ, tôi cầu xin ông, bây giờ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trần Chí Kiệt. Mỗi lần trải qua thất bại, chỉ càng hiểu thêm rằng bản thân mình không thể. Con vừa nằm mơ. Con mơ thấy gì? Con không nói cho ba đâu.
Này, còn cái cậu bị bệnh, sao không nói cho tôi? Đợi nó chết rồi mới báo cho tôi phải không? Cậu còn coi tôi là anh em không? Xin lỗi, em không ngờ đổi thuốc lại đắt như vậy. Này, tôi coi xa như con gái mình. Con nhỏ thế mà đã mắc bệnh nặng, thật tội nghiệp. Qua đi. Mày tên là gì? Qua đi. Bỏ tay ra. Đi vào đi. Bỏ ra. Bỏ ra. Các người làm gì thế? Ngục trưởng, đây là ảnh của hắn. Năm 2004 bị bắt vì buôn bán thuốc viện. Mày nói gì thế? Bị kết tội giam vô thời hạn. Đó không phải là tao. Đó không phải là tao. Chắc chắn không phải là tao. Bỏ tay ra. Thả tao ra. Bây giờ đã là mày rồi. Cho hắn tự giấu chân tay đi. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Mày muốn gì? Mày làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của tao. Tao phải xử mày thôi. Mày là ai? Mày là ai? Thả tao ra. Nhìn gì? Không có gì đâu mà nhìn. Đi. Tao là cảnh sát. Tao là cảnh sát. Tránh ra, tôi là cảnh sát Hồng Kông. Tôi là cảnh sát Hồng Kông. Có ai có thể giúp tôi không? Có ai có thể giúp tôi không? Tôi có thể đưa tiền. Đi, tiền. Tôi là cảnh sát, tin tôi đi. Giúp tôi đi, tôi sẽ trả tiền. Tiền. Tiếng Trung hả? Tiếng Quảng Đông. Đi, đi. Có ai nói được tiếng phổ thông không? Tiếng Anh. Tôi sẽ trả tiền. Có ai có thể giúp tôi không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bây giờ đến cảnh sát cũng không làm nổi. Nếu còn thấy này thì toi rồi. Cậu có đầu óc hay không đấy? Thuốc của em đâu? Cái thằng này, nhìn tôi đi. Nhìn tôi đi. Anh làm gì thế? Đừng, anh làm gì thế? Đừng mà. Cậu nhìn lại mình đi, có giống một cảnh sát không? Anh chọn em vì trong em giống lưu manh mà. Bây giờ lại hỏi em có giống cảnh sát không? Em không như thế, liệu đám khốn nạn ấy có đánh em không? Đợi bọn chúng gọi điện thoại báo cảnh sát. Em đã cai rồi. Anh bỏ giúp em. Đi càng nhanh bao nhiêu thì đi. Không sao, từ từ thôi. Tôi còn sống được bao lâu nữa? Đồng ý là quan trọng nhất. Chỉ cần cho tên của cậu vào danh sách thay tim là có hy vọng. Nhóm máu của tôi là nhóm máu mạnh. 100 vạn người, không có một ai. Nếu như xảy ra gì ngoài ý muốn thì sẽ đổi cho cậu một quả tim nhân tạo, có thể sống thêm được 5 năm. Bao giờ thì tìm được tim cho tôi? Thật ra kết quả kiểm tra của em trai cậu đã có rồi. Máu của cậu ấy giống hệt cậu. Bạch cầu hoàn toàn phù hợp. Tuần sau đến Thái Lan. Anh sẽ tìm cho em một quả tim điện tử. Các chuyên gia nói nó có thể hỗ trợ đến 5 năm. Chỉ có nhóm máu của em và anh là giống nhau. Anh không thể liên tiếp làm phẫu thuật được. Anh là anh của em. Anh đã chứng kiến em trưởng thành. Anh rất thương em phải không? Chúng ta sẽ cùng chiến đấu. Chúng ta là anh em ruột mà. Em biết anh sẽ không làm như thế. Em tin anh sẽ không làm như thế. Lát nữa có chuyện cần nhờ cậu giúp. Khách của tôi đặt hàng, muốn bắt cóc 2 người. Bọn họ là vợ chồng. Đến quầy lấy cho tôi gói hàng ra đây. Khó nghe quá, để em. Im miệng. Anh hát đi. Hát đi.
cuối cùng cũng lấy được rồi. Bọn chúng muốn đưa người lên tàu luôn. Ra tay ở đâu? Không biết. Nhưng chúng ta phải mang theo súng. Tôi sẽ theo dõi điện thoại của cậu, cố gắng đợi tới khi chúng tôi đến. Kiệt, có việc gì thì đi trước đi. Bây giờ tôi có việc phải đi ngay, biết chưa? Em đã tìm được người đưa chúng ta lên tàu rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Hắn ta dám động vào một sợi tóc của anh, em cũng sẽ khiến hắn sống không nổi. Cứ làm theo ý em hết đi. Dám ra tay ở bến tàu cơ đấy. Các cậu đi sang phía bên kia xem. Dạ. Khu A. Đại ca, chính là bọn họ. Bắt sống thằng đàn ông, đưa lên thuyền. Con đàn bà đó không cần. Xử lý đi. Bọn họ đang ở đây, mọi người cẩn thận. Ngồi im. Không cần biết thế nào, nhất định phải bắt được người. Quý khách đi tàu xin chú ý. Ra tay đi. Bảo mày làm việc đi. Từ từ đứng dậy. Mày đừng có nóng. Tao sẽ không chết đâu. Chưa đưa tiền cho mày hả? Lũ vô dụng này.
đứng lên. Sếp Hoa, tôi bắt được hắn rồi. Mau tới đây đưa hắn đi. Đưa hắn tới cửa số 8, tôi tới ngay. Đi. Mau cho tàu qua đây nhanh. Mày định chạy đi đâu? Cảnh sát đây, đứng im, quỳ xuống. Cứu tôi với, cứu tôi với. Quỳ xuống, đứng im. Đằng sau có kẻ muốn giết tôi. Đừng. Gọi về tổng bộ, có một nghi phạm bị thương ở bến tàu. Mau cho xe cứu thương tới. Hoàng Hoa, sếp Trần. Thế nào rồi sếp Trần? Vẫn đang hôn mê. Hắn ta tên là Hồng Văn Tiêu, 32 tuổi, có tiền án. Trước đây là bác sĩ gây mê ở bệnh viện nhân khoa, trúng 3 phát đạn, xuất huyết phổi. Bác sĩ nói để tình trạng của hắn ổn định lại mới làm phẫu thuật được. Thật xin lỗi, tôi tên là Hồng Văn Cương, là các người gọi tôi đến hiến máu. Đi theo tôi kiểm tra lại một lần nữa đã. Người của chúng ta sao rồi?
lên thuyền cùng bọn chúng rồi. Chắc chưa đứt hết manh mối. Lần này nhất định phải nắm chắc. Tên đó không biết đã gây ra chuyện gì mà lại có người muốn mạng của cậu ta. Chỉ cần hắn ta tỉnh lại, chúng ta sẽ có được manh mối mới. Bác sĩ nói tim của ông không được tốt, chỉ được hiến 250cc máu. Cảm ơn. Nếu thấy không khỏe thì hãy gọi y tá nhé. Sếp Trần, anh trai của tên đó tới rồi. Xin lỗi, tôi là Trần Quốc Hoa, nhân viên tổ trọng án tại Cửu Long, phụ trách vụ án của em trai anh. Cuộc đấu súng ở bến tàu, cậu ấy bị người ta truy sát. Vậy em trai tôi thế nào rồi? Cậu ta có liên quan đến vài vụ án buôn bán nội tạng người. Chúng tôi đang điều tra vụ án đó. Sếp Trần, tôi muốn hỏi, tôi có thể nộp tiền bảo lãnh em tôi. Tôi muốn mời luật sư cho nó. Hồng tiên sinh thật sự định làm vậy sao? Anh có danh thiếp không? Có. Cảm ơn. Quan hệ giữa anh và em trai thế nào? Nó mất mấy lần đi hiến máu, cứu mạng tôi. Trước khi nó kết hôn, chúng tôi vẫn ở cùng nhau, quan hệ rất tốt. Không phải anh nói quan hệ giữa anh và em trai rất tốt sao? Sao điện thoại lại không có số của anh? Số điện thoại của tôi là 8072-1018. Là ngày sinh nhật của tôi. Số này thật dễ nhớ. Có lúc hai anh em đâu cần phải lưu số điện thoại của nhau. Số của anh rất đẹp. Vậy sao? Là em trai tôi mua tặng tôi đó. Sếp Trần, có điện thoại nè. Xin lỗi. Mở cửa ra. Sếp Trần, người của anh Trần Chí Kiệt đang trong tay tôi. Nếu không muốn hắn xảy ra chuyện gì thì lấy Hồng Văn Tiêu ra trao đổi. Tôi cho ông 2 ngày. Nếu không nhìn thấy hắn ta, ông chờ mình nhận xác người của ông đi. Anh là ai? Alo. Bây giờ đồng nghiệp có chuyện, anh không thể thấy chết không cứu. Tôi không nói là không cứu, nhưng chúng ta không thể để thoát tên tội phạm này được. Không thể đánh cược được. Nếu vậy thì sẽ lãng phí hết tâm huyết bao nhiêu năm nay rồi. Tôi cũng không muốn cầu đồng nghiệp ấy có chuyện. Nó không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là cháu của tôi. Tôi là cảnh sát. Tôi là nội gián của cảnh sát. Tôi là cảnh sát Hồng Kông. Ai đó giúp tôi với. Tôi có thể cho các người tiền. Tuần trước Á Quan tới gặp tôi, nói cậu cần tiền để chữa bệnh cho con gái. Nếu còn cần nữa, cuối tháng nói sao. Đi lo cho con gái trước đi. Thank you.
Con có biết police nghĩa là gì không? Ba đưa điện thoại của ba cho con. Đưa cho con đi. Con tải cho ba một phần mềm. Police. Cảnh sát. Người bị hại gọi cho tổng bộ. Anh yên tâm đi. Ngày đầu quen xếp trận sao? Cậu yên tâm, tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Còn thuyền nó tới đâu rồi? Tôi không biết nó đang nói cái gì. Còn thuyền đó đi tới đâu? Tôi không biết. Mày muốn làm phản hả? Nói. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Nói. Cứu tôi với. Tôi muốn kiện ông ta. Xem tôi là vô hình sao? Vẫn không có tin tức gì. Ngồi đây đợi sao? Cậu muốn tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn. Đến tiền lương hưu sếp cũng không có được. Bây giờ không tìm được người cũng không tìm được thuyền. Cho dù không phải là cảnh sát thì tôi cũng phải tìm cháu mình về. Cứ chờ đó mà xem. Chào anh. Anh có nghe thấy không? Anh cứu con gái tôi với có được không? Anh là ai? Anh biết nói tiếng Thái sao? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Đợi tôi chút. Đợi tôi chút. Anh làm cái gì vậy? Anh muốn làm gì? Đừng có động đậy. Đừng có động đậy. Nói với anh ta, anh có thể cứu con gái tôi, nhanh lên. Có phải đang cãi nhau? Tôi dập máy đây. Đợi chút đã. Nói cái gì thế? Chỉ có anh có thể cứu được con gái anh ta. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì nữa. Phiên dịch quốc tế. Con gái tôi bị ung thư máu. Tủy của người chủ nhân cái điện thoại có thể cứu được con gái tôi. Tôi hy vọng anh ấy có thể đến Thái cứu con gái tôi. Tôi giúp anh cứu con gái của anh. Có phải là chủ máy không? Đây là bạn cái gì? Anh à, nghe tôi nói này. Có một cô bé bị ung thư máu. Đây không phải là tôi. Cái điện thoại này tôi nhặt được ở trên biển. Tôi hỏi anh có phải là chủ nhân của cái điện thoại không? Sao lại không có tiếng nữa? Hỏng rồi sao? Sao rồi? Đợi đã, đừng cúp máy. Anh nói cái gì? Anh ta nói điện thoại không phải của anh ta. Anh ta nhặt được. Con gái anh mấy tuổi rồi? Con gái anh mấy tuổi rồi? Tám tuổi.
Người bạn không khỏe, bạn thấy khó chịu chỗ nào, đau đầu, vậy thì bọn mình sẽ làm phẫu thuật cho bạn. Đừng cười, nghiêm túc một chút. Mình nhất định phải làm phẫu thuật sao? Ừ. Y tá chăm sóc bạn ấy một chút. Ba, sao vậy bác sĩ? Có thể giúp bà kiểm tra một chút không? Tim bà đập rất nhanh. Bệnh nhân của con đang đợi làm phẫu thuật. Các bạn đó giả vờ đấy. Vậy sao? Ba, con có bí mật muốn nói với ba. Chuyện gì? Bác sĩ đã tìm được người cứu con. Con âm thầm chép số điện thoại của người đó rồi. Ở đâu? Nếu tìm được người đó, con sẽ khỏi hẳn. Ba, đừng lo, con nhất định sẽ tìm được chú ấy. Nhưng bà không được nói với ai, hứa với con nhé. Bà hứa với con, không nói cho ai. Ngoéo tay nào. Con sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi. Em trai anh phẫu thuật rất thành công, có thể tỉnh bất cứ lúc nào. Hy vọng cậu ta tỉnh rồi có thể nói cho tôi biết ai muốn giết cậu ta. Anh có thuốc không? Đây. Cảm ơn. Hy vọng em trai tôi tỉnh sẽ có lợi cho vụ án của anh. Hy vọng là vậy. Nghe y tá nói tim của anh không tốt, hút ít thôi. Trị được bệnh, không cứu được mạng. Tôi không nghĩ nhiều vậy được. Không sai. Năm 7 tuổi, bác sĩ đã nói tôi không sống được quá 10 tuổi. Năm tôi 10 tuổi, bác sĩ lại bảo tôi không sống được quá 15 tuổi. Năm nay tôi 43 rồi. Rất nhiều bác sĩ đều nói tôi là kỳ tích. Tim tôi có vấn đề, từ hai hạt điện, đến bây giờ dùng mảnh thủy tinh phát điện. Nếu dừng nó lại thì sao? Tôi sẽ chết ngay. Mười mấy năm, tôi luôn tìm một người đổi tim cho mình. Nhóm máu của anh rất khó tìm. 1/10 triệu. Em trai anh biết anh bị bệnh này không? Biết. Trên thế giới này, chỉ có tim của em trai anh mới giúp được anh. Tôi cùng anh lên đó. Hôm nay nhận được một clip ngắn, không biết là thật hay giả. Tôi xem xong cũng thấy hơi sợ. Bây giờ mạng của tôi gắn cùng nó. Tôi có chuyện, cả đời anh cũng không gặp được nó nữa. Ừ.
Tim tôi nếu không đổi sẽ ngừng đập. Đưa em trai tôi ra ngay lập tức. Cấp trên của anh đang đến. Xem ra bây giờ anh không có thời gian rồi. Giám quan vĩ đại. Được rồi, không sao. Thả lỏng đi, đừng ngò ngoại nữa. Ở đâu? Hành lang. Sao vậy? Lái xe đi cửa sau. Dọn sạch cốp xe. Làm gì? Mau đi đi. Kiểm tra khu 15. Anh Quang, khu 15 có chuyện. Cướp phạm nhân. Tránh ra. Mở cửa. Xảy ra chuyện rồi. Mau lên. Mở cửa. Tôi phải đưa phạm nhân đi. Xe lăn. Xe lăn đến rồi. Nào nào, từ từ đứng dậy. Phòng giám sát gọi khu A. Khu A tất cả bình thường không? Tất cả bình thường hết. Xảy ra chuyện gì thế? Anh Quang, phạm nhân trốn rồi. Lần này toi rồi, chia nhau tìm. An toàn. Anh ở đây làm gì? Đứng lại. Trời hơi quá rồi. Lần này toi rồi. Lái xe đi. Anh Hoa, hiện giờ quay đầu vẫn còn kịp, không nhất thiết phải làm vậy. Đồng nghiệp của chúng ta có quay đầu được không? Giao phạm nhân cho hắn thì sao? Chúng không thả người, chúng ta sẽ chẳng còn gì hết khi ngồi tù đi. Giờ chúng ta cũng không thể lựa chọn được nữa. Tối qua ra ngoài chơi à? Có quán bà mới mở, đám con gái đều rất xinh. Làm gì thế?
Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Lập tức tới kho số 69. Nhanh lên. Mở cửa ra. Đi. Mau lên. Ai? Đứng lại. Giả giờ không nhìn thấy, đi theo tôi. Nếu anh không bắt họ về, tôi sẽ bắt anh phải ở trong tù cả đời. Làm gì thế? Trở về phòng giam. Trở về phòng giam. Tại sao ở đó lại có cả phụ nữ và trẻ nhỏ? Liên quan gì tới cậu? Tên phạm nhân đó trộm điện thoại di động của tôi. Nếu hắn gọi ra ngoài thì chúng ta chết chắc. Đừng đi. Mang nó tới bến Hoàng Thạch. Mày nghe tao nói đi. Tao sẽ không giao người ra. Nếu cháu trai tao xảy ra chuyện gì, tao sẽ lập tức mời tìm hắn. Tao nói cho mày biết, chú cháu mày chết chắc rồi. Nếu người của tôi xảy ra chuyện gì, tất cả các người đều phải chết. Ngừng lại, tất cả không được nổ súng. Đừng nổ súng, tất cả không được nổ súng. Vào phía trước. Oh!
Có phải cả đồng nghiệp đó không? Giúp tôi điều tra một số điện thoại được gọi về từ nơi nào ở Thái Lan. Để tôi tra. Cho tôi 2 ngày. Tôi không tin ông trời lại đùa giỡn chúng ta như vậy. Lý Đại Ân. Lý Đại Ân, mở cửa. Có phải bạn không? Ông có làm được không? Tôi không chắc. Hay là báo cảnh sát đi, được không? Ông đừng làm hắn chết, hắn không thể chết được. Vâng, thưa sếp. Tôi không thể để cháu trai xảy ra chuyện được. Cho tôi 3 ngày. Chết rồi. Anh Hoa, điều tra được rồi. Điện thoại được gọi về từ chỗ gần một nhà tù ở Thái Lan. Đồng nghiệp của tôi ở trong đó. Anh cẩn thận đi. Alo. Xin chào. Có chuyện gì vậy? Tôi từ nhà tù tới đây. Có chuyện gì không? Tôi muốn gặp một người. Sa, không sao chứ? Không ai nghe điện thoại. Ba ơi, con sợ lắm. Sa, nhìn cái cây này đi. Trước khi nó đâm chồi lớn lên, nó chỉ là hạt giống được vùi dưới đất. Bao trùm lấy nó chỉ là bóng tối. Bản thân nó cũng không biết sau này sẽ ra sao. Cũng giống như con và ba lúc này vậy. Trong lòng chỉ có sợ hãi. Nhưng chúng ta nhất định phải có hy vọng. Cũng như hạt giống ở trong bùn đất tăm tối, chỉ cần nó không bỏ cuộc, không ngừng sinh trưởng, đâm chồi, thì một ngày nào đó nó sẽ được thấy ánh mặt trời. Thế giới này luôn có kỳ tích. Lòng mang hy vọng. Cười đi nào.
Cảm ơn. Vợ à, chồng ơi, sao thế, còn lại quấy à? Đúng vậy, anh đi đâu thế? Bà và mẹ tất cả đều đang ở đây đợi anh. Vậy tự em có thể ứng phó được không? Bao giờ anh mới về? Sao hôm nay lại có hai người? Nhiều hàng phải chở. Mở cửa. Đi theo tôi, có người tìm cậu. Chúng tôi lần theo dấu vết tới địa chỉ chính xác là số 148 phố Tân Điền, Đưa Ma Địa, phòng khám Lý Đại Ân. Anh làm gì thế? Anh có biết không, anh làm vậy là hại chết chúng tôi đấy. Không sao, cứ tin tôi đi. Chú A Kiệt, đừng làm loạn. Chú A Kiệt, đứng vững đi. Chú, chỉ có 15 phút thôi. 15 phút. Sao thế? Nắp đi, nắp đi. Anh trông chừng hắn. Bao giờ chúng mới đưa cháu đi? Chỉ cần xác nhận cháu vẫn còn ở đây, chú có thể tìm người cứu cháu ra ngoài. Em trai của tên đầu sỏ đang nằm trong tay chú, hắn không dám động đến cháu đâu. Cầm số tiền này, đưa con gái rời khỏi đây. Tôi không nên gọi cậu tới đây làm việc. Alo, anh Hoa, xảy ra chuyện rồi. Phạm nhân bị người ta cướp đi rồi.
Sao thế? Đại khẩu xảy ra chuyện rồi. Chủ mưu đã cướp em trai đi. Một mình chú tới đây. A Kiệt, nhìn chú này. Nhìn chú đi. Chúng ta đi qua đó. Từng bước, từng bước. Sẽ ổn thôi. Chú, đường ở đâu? Dù cho nổ cái nhà tù này, chú cũng phải cứu cháu ra. Anh nói đi, có cách gì có thể đưa nó đi không? Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa anh. Nói đi. Hai người đều rất cần cù. Vào lúc này rồi, ông còn đưa hàng. Tôi coi anh như anh em mới cho anh gia nhập. Ai ngờ anh lại đối xử với tôi như thế. Xin lỗi ông chủ. Được. Nếu anh còn coi tôi là ông chủ, tôi cho anh một cơ hội để chăm sóc hắn cho tử tế. Tôi không thích bắt ép bất cứ ai. Con bé này đã xét nghiệm máu rồi. Tôi có thể cứu con gái anh. Chỉ số kháng nguyên bạch cầu ở người hoàn toàn phù hợp. Nếu anh không ra tay, tôi sẽ bán con bé cho người khác. Hy vọng cuối cùng của anh sẽ tiêu tan. Tôi làm. Đừng. 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 Kẻ chết không đáng tiền. Ngày tới rồi. Nhờ cả vào cậu đấy. Nếu không sao có thể tới nhanh như vậy được. Cảm ơn. Đừng khách sáo ngài Hồng. Nếu năm đó không có ngài cứu tôi, thì sao tôi có được ngày hôm nay? Cravat rất đẹp. Cảm ơn. Nghe thấy chưa? Nghe thấy cậu ta cảm ơn tao chưa? Nghe thấy chưa? Không chỉ đám cảnh sát chúng mày mới vĩ đại, ngay anh em cũng giết. Mày còn không bằng chó. Tao đã cứu bao nhiêu mạng người, mày có biết không? Mạng của cậu ta cũng do tao cứu về. Nếu không, cậu ta đã sớm bị người ta cho chó ăn ở Campuchia rồi. Tao dùng một mạng người để cứu lấy chính tao. Có vấn đề gì chứ? Hơn nữa, nó còn là em ruột của tao. Chuyện của hai anh em bọn tao liên quan gì đến mày? Con đường tao đi khó như vậy, tao cũng đi đến giờ này, ngày này. Mày nhìn lại mày xem, không bệnh tật, không đau đớn, sao lại không biết trân trọng? Còn khiến cả mặt sàn toàn là máu.
Tao thấy chú cháu chúng mày thật đáng thương, càng nói càng giống con chó điên. Ngoài tao ra không ai không sợ chết. Tao nói cho mày biết, giờ tao sẽ tiễn chúng mày tới chỗ chết. Cả người hôi hám, tặng cho cậu làm quà đấy. Bán chúng đi. Cảm ơn ngài. Đã sắp xếp phẫu thuật xong rồi. Em trai ngài đến là có thể bắt đầu. Làm xong thì thông báo cho ta. Xử lý nhanh đi. Chào anh, tôi tới lấy điện thoại. Cảm ơn. Có mang đủ tiền không? Đủ chứ. Cảm ơn. Có thể gọi, có thể mở máy. Sửa xong rồi. Được, cảm ơn. Vừa rồi điện thoại của anh cứ reo mãi. Nhiều quá. Sa, con đi đâu thế? Con muốn ở một mình kể bí mật. Alo, xin chào. Tìm tôi à? Tôi thấy có cuộc gọi nhỡ. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được chú rồi. Tôi không hiểu cháu đang nói gì. Chào nhé. Người đó gọi cho con. Chuyện gì vậy? Tiền đâu? Sa, ta là ba nuôi. Ba con đang làm việc. Đợi ba con làm xong việc sẽ gọi lại cho con, được không? Ta bảo ba con lát nữa gọi ngay cho con. Tôi đi trước đây. Cảm ơn.
Tao đã nói với mày rồi, đừng mặc như thế ăn cơm. Cùng ăn cơm mà, thoải mái chút đi. Theo chú giết bọn kia đi. Đừng buông tay, đừng khiến tôi thất vọng. Tôi biết phía trước vẫn còn con đường dài đằng đẵng. Tôi sẽ luôn ủng hộ bạn cho đến khi tôi không thể bước tiếp được nữa, không thể chịu được nỗi đau đớn kia nữa. Chú ơi, chỉ cần bạn còn một con đường sống. Đi Quang, đưa họ đi đi. Được. Lên đi. Có xe kìa. Bọn chúng không ở trên xe. Được rồi, được rồi. Đi thôi, đi.
còn ngu hơn lợn. Còn ngu hơn lợn. Hai người sao vậy? Mau tới giúp đi, nhanh lên. Gọi điện về Hồng Kông, tối nay chú và cháu cùng về. Nghiêm trọng vậy sao? Gì thế? Con bé đó mắc bệnh ung thư máu. Nếu tìm được chủ nhân chiếc điện thoại bảo anh ta tới Thái Lan thì sẽ rất vui. Cái này mày cũng hiểu được sao? Cái này mà mày cũng không hiểu hả? Gì thế? Ai nhắn tin cho cậu vậy? Chú ấy không phải là chủ điện thoại. Tôi đã tìm thấy một bức ảnh trong điện thoại. Có lẽ là chủ nhân chiếc điện thoại này. Chú ấy sẽ gửi ảnh của chủ chiếc điện thoại cho mình. Hả? Chỗ nào có thể gọi điện thoại chứ? Xin lỗi, những thứ này là của bạn anh, xin hãy bảo quản thay anh ấy. Cảm ơn. Ba ơi, ba đang ở đâu? Con gọi được cho chú ấy. Chú ấy gửi cho con một bức ảnh. Giờ con gửi cho ba xem. Chị y tá ơi, chị ở đâu? Sa, tới đây đi. Chị y tá, em tìm thấy anh ấy rồi. Người đàn ông kia có thể cứu em. Em có ảnh anh ấy. Chắc là anh ấy rồi. Chính là anh ấy. Sao em lại có ảnh của anh? Chúng tôi đã kiểm tra tủy của anh. Anh có thể cứu được Asa. Nhưng tiếc là hiện giờ chúng tôi không thể để anh hiến tủy. Vì sao? Luật Thái Lan quy định người hít ma túy phải bỏ hẳn thuốc phiện, ít nhất 3 năm sau mới có thể hiến tủy. Thế nhưng với tình trạng của cô bé, tôi cho là cô bé không thể cầm cự quá 6 tháng. Xin lỗi, trước đây anh đã làm một số việc không tốt, tạm thời không thể cứu em được. Nếu em đợi anh thì sao? Em hứa với anh, nhất định em sẽ sống tiếp. Em hứa với anh, nhất định em sẽ sống tiếp.
Nhất định em sẽ đợi được anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Đánh mạnh cho tao. Mày ăn cơm chưa hả? Đánh mạnh vào. Chú còn tâm nguyện gì không? Tôi muốn anh chết. Anh không giúp được chú rồi. Bắt đầu phẫu thuật. Tôi thật không ngờ, hóa ra người có thể cứu được tính mạng của Asa lại chính là cháu của anh. Nếu tin tưởng thì hãy tiếp tục sống. Ông trời sẽ không đùa giỡn với chúng ta. Một ngày nào đó, khi nghĩ lại, anh sẽ biết chuyện sai trái chỉ xảy ra vào lúc đúng nhất. Come on.
Gọi bác sĩ đi. Mày cần tiền, tao cho mày. Mày muốn tìm người cứu con gái mày, tao làm được. Mày tưởng mày đã làm việc tốt à? Hy vọng không phải ngày nào cũng xuất hiện. Chính mày đã hại chết con gái mày. Chặt hắn ra từng mảnh, sau đó cho chó ăn. Vâng, thưa ông chủ. Cầm lấy. Mau lên đi. Ngài Hồng, vẫn chưa bắt đầu phẫu thuật sao? Qua đây trước đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Mang theo thằng kia tới đây. Không cần cho mày địa chỉ chứ. Giữ chặt lấy hắn. Nhanh lên. Dừng tay. Chúc ngủ ngon. Asa đi đâu rồi? Tìm hắn đi. Dân mở nó ra. Mở nó ra. Mở nó ra. Tao bảo mày qua đây mở nó ra. Đồ ngu. Từ từ mở nó ra. Có gì đáng xem chứ? Mặt nạ. Hứa với em một chuyện. Đưa chiếc mặt nạ này cho ba em. Mày thả ông chủ của tao ra. Tao sẽ thả bạn mày. Yeah.
Bật đèn, giữ thang máy. Tôi là người Hồng Kông mà anh luôn tìm kiếm. Sa. Ba, chú ấy đã gửi ảnh cho con rồi. Bây giờ con sẽ gửi cho ba xem. Là tôi. Tôi không chịu được nữa. Bác sĩ đều không ở đây. Tôi lấy tim của cậu cũng vô dụng. Nếu cậu không phải em trai tôi, mười mấy năm trước tôi đã ra tay rồi. Tôi không còn lựa chọn khác. Nhưng cậu có. Đi. Mau đi đi. Không được đi. Cậu đi rồi tôi sẽ chết. Có sao không? Let's go.
tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Sáng quá. Tôi sẽ đi đâu? Đừng sợ, không sao đâu. Anh không thể chết. Anh không phải cứu con gái tôi. Nghe họ nói, tối đó họ tìm tôi rất lâu. Rất may cuối cùng cũng tìm được. Tôi biết cuộc đời có nhiều chuyện khó mà biết trước. Giống như băng trên mặt hồ vậy. Không biết mặt băng sẽ vỡ khi nào. Tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện tối đó với người khác. Vì tôi biết sẽ không ai tin. Ở Bangkok sẽ có sói xuất hiện. Tôi sẽ nhớ mãi ánh mắt chú sói đó nhìn mình. Ba tôi từng dạy tôi phải đối mặt với sự sợ hãi của mình, đồng thời phải có niềm tin.
Đừng buông tay, đừng để ba thất vọng. Ba biết con đường phía trước còn dài. Ba sẽ luôn ủng hộ con cho đến khi không thể bước tiếp, không thể gánh chịu sự đau khổ đó nữa. Ba sẽ nỗ lực không ngừng, cố gắng đến cùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.